Ôi, mày ăn được chơi à? Mày Đúng tính vậy nói à? chen câu tao đó luôn. Thấy đất đi đâu gì bây giờ luôn. Đâu có crocodile là đốc artillery đó. Thôi thử chơi ATD đi. Nói. Thử thôi, béo. Kiểu gánh mà, đúng không? À, kia rồi mà. Bà ta đi Mỹ mạnh mà, ta nên Mỹ có yếu đâu. Lo đéo gì. Đọc tí nào. Forward oversell. Loại tanh luôn à. We have more conscripts at our disposal. Theo đường nó đội lính xịn đi. Fresh conscripts have arrived. Your orders. It is time to march, comrades. As you say, move out. Something built? Not me, you. It's, we will see. Right, we'll get there. In that building, men. Cáp chậm nhỉ? Waiting for your command. Cáp chậm thì anh we xin have more conscripts at our disposal. Moving to engage. Combat formation. We are moving. Here. Red Army, check your gear. We are moving. Departing. You need something built? Get inside. Moving to securing. Your order, conscripts. Inside. Da, tovarish. Understood. Rifle, yes. Take it. Mày có ta lại chơi đi mẹ cái lúc buffer của nó đó. Ồ, sao cái đánh hay nhờ, né được hai quả mìn. Áo lồng nó hay mà. Giữ bên kia nha, để tao đẩy giữa thế này. Rồi rồi, đang giữ rồi. À, đi mẹ chơi thì cậu mới dậy à?
đảo ở lại. Chú thì nó phải làm gì? Tận nha. Fresh conscripts have arrived. You have orders, we have our destination. Yes, ready. Waiting for your command. You need something now. Có một thằng chơi cái đốc mà nhảy từ nhà ra nha. Rồi, các bạn Terrari ạ. Tỏ biết mà. Có xe mới đứt rồi Quy. Cả đâu? Có không? Mày có không? À, đâu, mày có một con. Nói đi, tao xem cái phòng bộ gậy đây. Tao xem cái phòng bộ gậy đây. Phải ở đâu? À thôi, không cần à? Không cần đâu. Không cần đâu, không cần. Yes,
Hút nhà thằng kia. A squad of infantry has been killed. Death before retreat. Coi bắn tỉa của nó rồi, coi bắn tỉa nằm đây nè. Xe đi thì mẹ bắt con 22 của nó. Moving. A wait, let's set this for her up over there.
arrived. Cần pháo bắn đầu áo nha. Ừ, mạ lên nè. Ờ rồi, bắn rồi đó, vừa order cho nó luôn. Mẹ, nó chính xác cái đó luôn. Fresh conscripts have arrived. The powers that we have won. Độ full level mình ngon. Cấp lên mà đợt đó à chứ à đúng rồi, bọn cũng có xe ra quát cá đạ gì Go!
làm tặng quá nhỉ. Dạ rồi, một tiếng không ngủ. Rồi. Nghe thằng khuya rồi cũng gọi. Yes, comrade. Destination confirmed. Đã chịu được không vậy? Chịu tốt. Gì bắn máy bay nó. Bay à? Rồi mới có AI không? Hết tiền rồi, đéo ra được. Tao ra hai con AI á. Nhìn nè, con lồn này cứ bắn máy của tao. Enemy forces are attempting to capture our territory. Support. Ready. Relocating.
three have made the ultimate sacrifice. Get moving! Move! Wait, let's set this mortar up over there. Mortar displacing. You boys know to show actions to stop. We will get there. Awaiting command! Yes, comrade. Soldiers ready. Cái đó thì mình sẽ gần vậy. Cái ổ đó để nhìn với lại để gọi pháo á. Cái gì mẹ thấy được nhỉ? Sao không thấy? Nó có cái mắt nhìn á, commander trong xe tăng á, nó lồi đầu lên nó nhìn, nó thấy à. Pháo tăng tám mặt phải. Alien boy chịu đéo nổi rồi, thảm với lồn. Đi mẹ ơi. Khắp mọi nơi này. Đi cái tay ngay đi mà. À đây, để lên tao giết nó. Còn được ra lấy một con địch mẹ ơi. Tành. Không biết coi bờ tao phục kích ở nhà rồi. Nó mà nhấc đầu lên là chết rồi. Chứ giờ tao đưa lên sợ chết. Kajusha. Oh, đi mẹ bắn một viên chiếc Cyber tao này. Áo thật. Ai bơ là một thằng thì đổ một viên chết đúng rồi. Mẹ gì nữa. Tành bắn ấy. Mẹ cho huy chương cho lộn được mẹ. Reload in thì mẹ bắn cái thằng thắm phải lộn. Ờ có tí xe đó, có tí xe đó. Có chưa xa có rồi nha, ai muốn bắn đầu bắn. Phải biết bắn đầu bắn. Bắt tại game không mày nha. Bắn vào đây nè, nãy giờ bộ tay nó bắn tao hơi bị đau. Đấy, mày bắn vô đi. Tao muốn scout đâu báo nha, tao có lính, tao bắn flare cao được nha. Anh lộn con túc ba này nó bắn sao chứ. Đó, chết đi. Chúng rồi đó. Tao phải kiếm con gì mới bắt được vậy? Gì? Yeah. Tao phải lấy con này. Ý, mẹ sắp cái đít đây là lộ nhờ. Lộ cái làm sai của nó chỉ một mấy phút á, mấy giây á, đã lộ à. Tây chứ mày tăng. The enemy has destroyed one of our vehicles. Rifleman ready.
Mày. Oh, tao có chưa chill lên rồi, tao có mấy con chưa chill lên rồi. Chưa chill lên này an toàn này. Đéo sợ tụi nó ai bắn AT nữa. Cao phát mày. Không. Đại đi. Chấm điểm đi. Đâu? Đâu? Không. Chưa ý là tao. Có một con gì đó đi mày à. Bánh tiếc thì bắn chết mẹ anh. Mẹ nó bắn nét được con ghê hả? Vãi. Con stock bài của nó bắn solo chết còn chết chiều luôn chứ. Chết rồi chưa? Ờ vãi lồn. Xe tăng mày làm gì đấy? Để bắn con này cái gọi. Nó quay được mà. Ông mấy thằng này nè. Ờ con Binder hả? Mấy mày còn stop nó ghê quá. Mấy mày ở mình quá, ghê đó rồi. Ờ, cái đốc của tao trong tăng yếu quá, tăng đốc tao yếu lắm, không có đấu lại nó. Cao bắn mày. Đâu? Thì đều có bắn mịt mẹo này. Tanh nữa rồi. Báo đi. Cao đâu? Chấm điểm đi. Cao đã. Rồi. Đội nát quá. Nghe gọi đó. Quậy đi. Chơi rồ lắm mà sao kìa nó nát vậy ta. Hay là mẹ lần này đéo bật hắt ta. Cao chưa? Rồi cao rồi đó. Bắn sao à. Đó, bắn đi. Điệt là sức đã đến. Nát quá kìa, qua khu nó kìa.
Ai, já era. Emergency manpower reserves to the front. NRW will get there. Reserves of manpower stand ready to be used. Thì có cái wipe phân phò phải bắn vào cái ổ nó phát là xong phim. Nếu cần phải đứng đó. Đốc lồn nếu phải đốc lồn. Đó, chạy được một tay đốc rồi. Và S1 rồi đó, S1 tao ra. Đó rồi, cũng hành bay này, như cho lát vậy, lộ hiệu quy. Em thấy được mình rất là. Cái súng này nó xuyên tường luôn á, quy. Súng này nó xuyên tường luôn. Cho nên mày cứ xây ở sau bức tường á, chứ mày đừng có để lộ ra chi. Tao vừa vào lại á. Tao đã bắn vào đây. Rồi. Nó có 2 con AT à. Thanks.
Tiger, Tiger. Mẹ rồi. Có Tiger nha, có Tiger nha, có Tiger ở đây nha. Có đánh không ai sửa giúp tao cái này coi. Cứ bắn đi, cứ bắn đi. Có cái hộp, có lúc hộp lúc không á. Cứ bắn đi, cứ tập trung bắn đi bắt mày lại không? Đây đây đây, mày tự giữ đi. Đang bọt, đang có bắt. Có bắt mày chết mẹ ở đây. Nào sửa gì mua xe ông Yui? Có xe để có mà để có đồ để sửa. Trăm thôi. Để bây giờ không, cái tiền xây khoảng 150 nữa là 350 á. Tới rẻ đó. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rớt tí nữa ăn. Một hit. Tiger nó chơi tao một hit tao chết luôn. We are suffering vehicle losses. À là giết con Tiger 1 đi kìa. Má nó bắn tao xém chết luôn kìa. Thôi tao về, để nó đợi này. Thằng nào sử dụng con tăng ơi, Quy, có mày đứt hay có gì không? Con sửa đây, mẹ mày đứng đi. Ui, lồn đứng ra giữa. Để chạy xa tí, chạy xa. Lines need
attack this player, right? Leave me alone. It will be done! The shotgun, taking fire! Engineers ready for assignment. Da! We heard you! Right, yes? Good. Ai còn lấy bắt ta bắn thôi chứ. Quay có một phòng một sao mà cao ai mà cao được. Sao khó mình đéo bắn được nhờ, thiếu cái gì nhờ? Gì? Sao khó ta đéo bắn được, đéo hiểu được thiếu cái gì. Thiếu cái xe. Thiếu cái xe á. Rồi. À, mày bấm vô cái nhà tier 3 của mày á, cái nhà năm của mày á. Thấy thấy cái hàng nhà 1 2 3 4 không? Bấm vô cái nhà cuối cùng của mày á. Là có map luôn á. À mày đưa cái kia mày xây cái ổ. Mày đưa cái thằng recon của mày á xây cái ổ ở bất cứ đâu. Ừ, xong rồi mày đưa nó vô cái ổ xong rồi mày bấm nó úng nhau lên mới bắn được. Mày đâu. Tạp phải rồi. Recon nó chết luôn rồi chứ. Ngon. Giờ đeo vẫn đeo ăn được rồi. À, đưa đó giờ mà bấm phút nhòm lên. À được rồi. Mày. Bốn má mà có thể ăn được lồn không? Bật cao nào. Bắn chọn map luôn à? Bắn chọn map luôn. Có cao rồi bắn được hết đó. Tao cao đây nha, tao cao đây cho mày bắn nha. Cao rồi. Tao cao vào đây nha. Cao không? À. Tao đang cao rồi. Mày giết cao luôn được. Anh chị. Pháo nó tuôn con slug ra rồi. Tuôn rồi. Về, commander nó về đi. Đã đây.
chết luôn thầy ơi. Cháu quên đưa xe cao mà. À đây hả? Ờ, người ta đang bắn hả? Có scout quá nè, bắn vào đây coi Yui. Ta đang bắn rồi, ta đang bắn rồi, ta đang bắn rồi. Đấy, nghe tiếng chưa? Ồ, vậy à. Vậy gọi là pháo chứ. Gọi là pháo chứ. Về. Ờ, đi nhà biết rồi. Bờ của thằng vết tay á, nó cứ để rẻ không chịu. Thằng này léo nữa. The enemy has killed another infantry squad. Trời, đi mẹ đi biết. Comrade Stalin proud. Lúc đó mình cũng bật thử lên mà sao đéo bắt được. Sao đéo hỏi tao không? Không, lúc này tao quên là phải nâng cấp. À. Phải nâng cấp lên. Thì bật lúc này tao cũng bật lên. Tao cũng đọc xong thế bật lên thì quên mẹ thì mình chưa nâng cấp. Tao tưởng là chỉ cần xây cái xe đấy là ra là bắn. Mua cái xe bắn pháo này. Là địch nào chỉ đéo bắt được luôn rồi thì ra là phải cấp như là địch mà cho cặc cái bọn nữa. Ok, tụi nó chơi cũng cũng được, không đến nỗi chưa là biết chơi nhưng mà không giỏi. Bỏ đánh nào ơi. Ô đủ mà mình giết nhiều ai. Pháo mà, pháo bắn. À vậy, đùng một cái độ phá hồi nãy sao nó bắn một lúc ghê quá. Không kịp làm gì luôn á, thà bắn từ mình đùng 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 mình cái pháo hồi nãy mày gọi nhớ không? Ừ. Cái đùng một cái chết hai xe lúc đi kịp đỡ vậy. Thì như nó bắn tất cả những thằng nào nó nhìn thấy đúng không? Không, à, nó bắn tất cả những cái đúng rồi. Mày gọi bất cứ nào như bắn đồ luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.